tôi muốn giới thiệu với các bác rằng đây là một cái sản phẩm mà có lẽ là độc nhất vô nhị chưa có ở Việt Nam một sản phẩm mát mà nó có đầy đủ tất cả những cái thành phần dưỡng chất như yêu cầu của chúng ta và hôm nay với sự kiện này một sự kiện của GHB Corporation chúng tôi à, ra mắt một cái dòng sản phẩm mới đó chính là mặt nạ Pure Luxury thì không biết là bác sĩ thấy thế nào về cái dòng sản phẩm mới này của chúng tôi ạ khi pua ra đời nó đáp ứng được một cái yêu cầu của chị em đấy là một cái dòng sản phẩm mà nó đáp ứng đủ tức là sửa chữa được những khuyết điểm ở trên mình mặt mình yêu cầu, mụn này, da khô này, da lão hóa này, thâm nám này. Nhưng đồng thời cấp ẩm nuôi dưỡng để tái tạo và trẻ hóa da. Đấy là những cái ưu điểm mà tôi nghĩ rằng chưa có dòng sản phẩm nào được. Và lại đối với mặt nạ, cô nó lại chia ra được thành những cái giai đoạn khác nhau để cho các bạn ngày nào cũng được đắp cũng được thư giãn, cũng được thoải mái. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng nó chia ra từ ngày đầu cho đến ngày thứ 10 Thầy đọc đã Chúng ta xưa nay cứ nghe chữ để tóc ra nó xa vời quá Thực ra nó chỉ là một cái cách để giúp chúng ta loại các cái bụi bẩn thông thoáng các cái ở trên bề mặt da ra thôi để cho tất cả những cái chất cận bã những cái nó còn động lại do bít tắc do keratin ở cái sừng hóa ở cổ năng lông thoát ra được các tế bào dày chết đóng băng tạo thành các cái mụn bởi vì nếu có bít tắc nó mới tạo thành nhân mụn chúng ta không thoát ra được làm sao mà nó không thoát ra được thì bạn có chữa đắp mụn mấy nó cũng bịt xuống bởi vì phải giải phóng được chất mã ra chúng ta biết rằng cơ chế tạo mụn là cơ chế đã hình thành tức là tăng tiết chất bã và sừng hóa cổ năng lông làm cho chất bã không tiết ra được nó mới tạo thành các mụn thế thì chúng ta phải giải phóng ra chúng ta ngăn ngừa từ trước chứ không phải để mụn mới được và nếu khi có mụn có vi khuẩn thì chúng ta đắp mặt nạ nó cũng góp phần bởi vì trong cái thành phần của cái giai đoạn đầu này chúng ta biết rằng nó có thành phần collagen nó tái tạo collagen thủy phân ở đây nó sẽ giúp tái tạo lại các cái sẹo của mụn rồi các cái phần da nó bị lão hóa thì nó phải hồi phục lại đã thì nó mới bắt đầu nó tái tạo lại được và đồng thời chúng ta cũng biết rằng ở chưa có một cái sản phẩm mặt nạ nào có các cái thành phần rất là nhiều ở đây. Chúng ta thấy có hạt chia, chúng ta thấy có cả chàm trà, collagen thủy phân là những cái thành phần mà chúng ta biết rằng xưa nay collagen thủy phân là một cái nghiên cứu giống như một đột phá ở trong ngành mỹ phẩm. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ dùng collagen bình thường chúng ta uống thì nó giống như một cái thức, à, thực phẩm, một thức ăn đưa vào thôi. Nhưng một khi đưa ra thành cái dạng thủy phân nó được cắt ra bằng 1 phần 60 của phân tử bình thường của collagen chính vì thế nó sẽ được hấp thu được trực tiếp ngấm xuống. Chúng ta biết rằng cấu trúc nền của da là các sợi collagen, elastin đan xen vào nhau. Khi nó bị thoái hóa, đứt gãy đi thì nó sẽ tạo thành cái lớp nhăn ở bên dưới bề mặt da. Và chính cái nếp nhăn này thì sự phản chiếu tương tác lại với ánh mặt trời nó sẽ kém hơn bề mặt phẳng. Chúng ta sẽ dễ bị nám, bị sạm hơn rất nhiều, đồng thời bị chảy xệ. Thế thì sự bồi đắp hấp thụ này vào nó sẽ giúp cho làn da của mình nó có đầy đủ chất và đồng thời ở đây chúng ta bắt đắp mặt nạ nó lại có giúp để cấp nước nữa vừa cấp nước ở trong cái giai đoạn này vừa thải độc cho da và cái giai đoạn thứ hai từ cái ngày thứ 11 đến ngày thứ 20 chúng ta biết rằng trong thành phần ở đây vẫn có collagen thủy phân để tiếp tục bồi phụ bởi vì chúng ta biết rằng cái sự thiếu hụt đấy thì chúng ta phải bù đắp liên tục chứ không phải đắp 10 ngày đầu 10 ngày sau chúng ta bỏ đi nhưng ở đây chúng ta sẽ có thêm những cái thành phần khác để bổ sung vào ví dụ như có thể thêm tàu biển là những cái chất để mà đưa thêm chúng ta cũng biết rằng đối với phụ nữ Nhật Bản hay ở Hàn Quốc thì tàu biển là một cái vấn đề mà người ta nói rằng sự trẻ hóa là ở sử dụng nhiều ở tàu biển bởi vì tàu biển nó đưa đến rất nhiều các chất chống oxy hóa ở đây thế thì chúng ta khi sử dụng cái mặt nạ này vào thì nó sẽ vừa cung cấp nước vừa dưỡng ẩm và đưa dưỡng chất vào để nuôi vừa hồi phục nó thúc đẩy cái enzyme để cho nó hoạt động, nó tái tạo lại, sản xuất lại collagen cho ta. Và đồng thời ta lại có cái nguyên liệu cho nó để cho nó tổng hợp. Thế thì nó sẽ giúp cho da mình được dưỡng ẩm đầy đủ. Và sang đến cái giai đoạn từ ngày thứ 21 tới ngày thứ 30. Tức là cái 30 ngày sau là giai đoạn người ta gọi là chống lão hóa và trẻ hóa. Sao đã gọi chống lão hóa lại còn trẻ hóa? Chống lão hóa tức là chúng ta ngăn chặn cái quá trình lão hóa. Chúng ta biết rằng cái sản phẩm oxy hóa là một cái sản phẩm mà nó sản phẩm trong cái quá trình cơ thể chúng ta chuyển hóa tạo ra các cái gốc tự do các gốc tự do do thiếu điện tử nó sẽ lấy ở các phân tử bên cạnh nó sẽ phá vỡ liên tục nó làm cho các cái phần da của chúng ta bị phá vỡ đi thế thì ở đây nó chống lại các quá trình đấy nói một cách khác tức là nó sẽ ngăn chặn cái quá trình lão hóa tiếp theo thế thì nó lại hồi phục lại những cái phần đã bị mất những sợi collagen bị đứt gãy của chúng ta tức là trẻ hóa da lại và nó cũng dưỡng âm nó làm mờ các vết sạn nám tàn nhang thì chính đấy là những cái ưu điểm nổi bật mà tôi nghĩ rằng ngoài piu sẽ không có sản phẩm nào có đầy đủ được bởi vì ở trong cái giai đoạn thứ ba này mặt nạ nó lại có cái thành phần khác tức là có thêm tinh chất hoa hồng tinh chất trà xanh chúng ta biết rằng tinh chất trà xanh nó có gấp 25 lần vitamin C so với cam chanh và tràm trà chà là một cái chất nuôi dưỡng rất, là rất tốt thì chúng ta thấy rằng ở đây nhà sản xuất đã đưa ra những cái tinh chất, những cái nguyên liệu rất là đặc trị nhưng nó lại rất an toàn. Vì thế chúng ta có thể yên tâm để sử dụng một cách lâu dài. Thế thì lúc nãy tôi có một cái băn khoăn là nó tốt như thế, thế sử dụng hết 30 ngày rồi tôi muốn trẻ nữa thì làm thế nào? Tôi dùng tiếp vào giai đoạn nào bây giờ? Thế thì có hỏi thì giám đốc, phó giám đốc có nói rằng hết 30 ngày chúng ta lại phải nghỉ một tháng đã sau lại lặp lại quá trình đấy. Tức là chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta sẽ không ngừng lão hóa, không ngừng chuyển hóa thì chúng ta lại phải lặp lại chứ không ôi bồi đáp được vào ấy ta nghỉ đi đã thì nó lại quay lại. Thì tôi hy vọng rằng các bạn khi sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn nên nhớ rằng trong một gói của nó có chứa tới 35 ml tương đương với một lọ serum. Chúng ta biết rằng khi chăm sóc da dưỡng da sự đắt nhất ở trong cái lọ dưỡng da chính là serum. Serum tinh chiết rất là khó mà đây cái serum ở đây nó lại có collagen thủy phân chúng ta biết rằng một cái thành phần gọi là hiếm có khó tìm thế mà bây giờ lại có trong cả ba giai đoạn như thế mà chúng ta lại luôn luôn được bồi phụ bồi đắp vào thế thì quá tốt rồi thì các bạn hãy nên nhớ rằng trong một mưu nó đã có một cái sản phẩm lớn như thế một cái lượng lớn tất cả các dưỡng chất mà tôi nói vừa nào là tái tạo vừa chống mờ thâm da rồi hàn cắn lại tái tạo trẻ hóa mà giá chỉ có 3 triệu 290.000 cho một tháng thôi tức là có 110.000 một ngày thế thì có đắt không theo tôi là rất là xứng đáng bởi vì sau có 30 ngày mà chúng ta đã có được một cái làn da hồi phục như thế thì tôi nghĩ rằng xứng đáng với lại đồng tiền bắt gạo vâng.